Xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Thì đây em có mấy cái chân máy quay các bác nhé. Chân này là chân có bán hàng thanh lý cho các bác thôi. Đó, về chế cháo. Thì cái chân này là chân ok nhé, không có vấn đề gì. Đó, hoạt động bình thường nhé, chân này. Đấy, chân này hoạt động không có vấn đề gì hết nhé. Đấy. Chân này thì chắc cỡ cao khoảng hơn mét, mét 2 gì đó. Đây này. Đấy. Bẻ cổ bẻ kiếc thì bình thường. Đấy. Bẻ ngang bẻ dọc thì không có được bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ để đứng như thế này. Đấy. Gật lên gật xuống, tăng giảm ở đây. Thì đây có một cái chân to nữa. Chân này thì khá là bự nhá. Đấy. Đấy, hãng Kalimat này. Thì cái chân này thì chỗ này nó bị khuyết điểm. Anh nhìn thấy chưa? Đấy, cái chỗ này là nó bị méo. Nó do vận chuyển nó đè vào. Thì bác về tháo ốc này ra, nắn lại. Đấy. Còn cái con ốc này nó bị mất rồi. Bác có thể về chế gì đó thì tùy các bác. Con này là hãng của Đài Loan sản xuất nhá, Taiwan này. Đấy. Con này thì rất là cao. Đấy, thì nó dòng cũng chuyên dụng cho máy quay rồi. Đấy, chân rất là khủng nhá. Chân của nó thì đường kính chắc khoảng 2 cm. Đấy. Thì nó mất cái đó thì mình rút lên rút xuống thì vẫn rút bình thường. Đấy. Con ốc này mục đích chính để nó xoay để nó quay cái chân này lên. Đấy. Quay chân này lên. Nhưng bây giờ thì nó không quay, coi như không quay được thì mình sẽ phải rút từ dưới này lên hoặc là rút từ trên này lên. Đấy. Đây là cái lý do thứ hai. Đấy, hai con như vậy, một con là lành nhận rồi. Đấy. Đấy, tiếp theo đến một con kế tiếp này nữa. Đấy. Con này thì cái chân bên này thì nó bị cái ốc chỗ này nó bị vỡ này. Đấy, các bạn thấy không? Nứt, bác phải gia cố. Đấy, của carbon nhá. Đấy. Thì trên mặt này nó ok, không vấn đề gì cả. Đấy. Đấy, nó chỉ bị chỗ đó thôi. Đấy. Chân vẫn tút lên bình thường. Đấy. Thì bác nào nhanh tay thì mua được cái này nhá. Cái này thì ông thanh lý là giá rất là rẻ. Đây có một cái chân nữa. Một chân này của nó thì đây. Đấy, chỗ này. Đấy, nó bị gãy cái nhôm này một bên thì bác có thể về gia cố lại. Đấy, thì nó sử dụng bình thường. Lưng lên ví dụ chẳng hạn như bác đền nào cái đế để một cái vật gì đó. Đấy. Chẳng hạn như là làm bonsai hay là để một cái gì đó nhẹ lên trên chân này. Đấy, rất là hay. Đấy. Thứ 2, 4 cái rồi. Cái này cái thứ 5 nhá. Cái thứ năm này chân vẫn hoạt động đứng bình thường. Đấy, cái chỗ này thì nó bị nỏng cái ốc này, nỏng cái ốc này. Rồi đây, bác về siết lại cho nó cứng lại. Đấy, cũng chỉ có vậy thôi chứ không có vấn đề gì cả. Đấy. Chân này ba chân, chân loại nhỏ. Đấy. Rồi đến cái chân thứ 6, 6 cái bác nhá. Đây này, cái này nó bị gãy mất cái đầu rồi. Đấy. Còn bác về chế được cái gì thì chế, còn chân phía dưới hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy. Còn đây cái này em to thêm các bác, về cái gì làm gì thì làm. Đấy. Hay phết nhá, có nhiều cái để dùng lắm ạ. Rồi thì tất cả cái này giá của nó là rất hữu nghị cho các bác nhá. Đấy, 450.000. Đấy, thì bác chỉ cần tính đi. Đấy, cứ tính ra bác mua. Đấy, tất cả chỗ này luôn thì bác nào mua thì trả phí vận chuyển cho em. Đấy, tất cả ở đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, 6 cái với cả 2 cái dưới kia. Đấy, xin chào các bác nhé. Bác nào cảm thấy phù hợp thì mua nhá, không thì thôi nhá. Chứ đừng có nói là hàng gãy này, hàng kia, comment này, comment kia. Có một cái là nghiêm chỉnh này. Đấy, còn một cái kia cũng là ok nữa. Nhưng mà chỉ bị mất cái con ốc này thôi. Mà nó méo chỗ này thôi. Mình ra cố lại con chân nó rất là chắc. Chắc nhất là con chân đó nhé. Con chân to rồi. Rồi, xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác.